Mình là Limo nha. Chào mừng anh em quay trở lại vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ chụp cái hình cái nhãn hiệu bịch cám mà mình xài mà đợt trước, cái vlog trước anh em hỏi nhiều quá. Thì đây, một bịch của nó là khoảng tầm 10kg, chứ nó không có bán lẻ. Đó. Mà với lại mình mua như vậy là cũng thuộc dạng mua lẻ chứ không phải là mua sỉ. Tại vì những cái người mà nuôi tôm, nuôi cá, người ta mua một lần là mấy trăm ký, không phải như mua như anh em mình đâu. Thì đây là cái nhãn hiệu của nó. Thì tại nãy Lim xé cho Lim xài, do cá nó đói á, thì nó có, đây là logo của nó và tên nó là Unibisiden gì đó, tiếng Anh hơi ngu, đọc có sai anh em thông cảm nha. Thì sẵn đây mình cũng bổ sung luôn thông tin cho anh em an tâm xài. Đó nghĩa là cái nhãn hiệu cám này là nhãn hiệu cám số 1 tại Việt Nam. Và nó là một trong 10 cái nhà phân phối thức ăn thủy sản hàng đầu thế giới. Đó, thì tại sao cái đây nó mắc hơn cái hàng Tomboy rất là nhiều. Là tại vì những cái điều sau đây chứ không phải là chỉ có cái nhãn mà nó mắc hơn đâu. Thì ở đây hầu như là thành phần của nó Tomboy cái gì nào nó đều có hết, nhưng mà nó sẽ hơn Tomboy ở hai chỗ, đó là anh em để ý cái gì nè, Ethocyanin nè, tối đa đó. Đó thì cái này nó là một dạng vitamin giúp cho con cá nó tăng cường khả năng hấp thu, khó bị sình bụng, khó bị cái bệnh đường ruột. Đó thì nó hơn thêm một cái đây nữa là 2800 calorie trên 1kg. Thì nói nôm na cái vấn đề này cho anh em hiểu á, là nó là cứ 1kg thức ăn là nó sẽ cung cấp cho con cá 2800 calorie, trong khi đó Tomboy là 2200 calorie. Thì nói chung là nó hơn khoảng 30% lượng calorie. Thì về cái mặt số lượng thì nó không có nhiều lắm, nhưng mà về cái công nghệ sản xuất thì 30% là cả một gọi là công nghệ trong đó. Thì nói chung là Liêm cho ăn thức ăn này á, Liêm cảm giác con cá nó mập rất là nhanh. Và cá không có cái vụ mà từ chối thức ăn nhiều ngày như là những cái loại thức ăn khác. Liêm tập cho nó chừng ngày hai ngày là bắt đầu nó ăn kinh khủng lắm. Đó thì nó được có kích thích thức ăn mà, nó gần như là nó chứa rất là nhiều chất có lợi. Thì anh em nhìn đây cũng hiểu nè, protein nè, béo tổng hợp nè, tro nè, xơ, canxi, phosphor, lysine. Đó. Còn cái kia là khó đọc quá. Thì không đọc đó, thì nó rất là nhiều thành phần ở dưới đây. Thì nó là từ bột cá nè, bột đậu xanh, bột mì, bột nội tạng mực, dầu cá rồi đó, vân vân, ABC các kiểu rất là nhiều. Thì cái giá thành của nó nãy Liêm nói cao Tomboy nhiều là tại vì so với cái giá tiền phần trăm thôi, chứ còn thực ra là nó khoảng 100.000 một ký nếu anh em mua ký thôi, chứ nó cũng không mắc mẻo gì. Đó, Liêm chia sẻ để cho anh em tìm và sạch ra mua. Nói dụ như nếu anh em nào mà không có mua được số lượng lớn thì cứ qua đây anh em mình sẽ sẻ nhau xài. Liêm không có buôn bán nhưng mà Liêm sẵn sàng nên chia sẻ cho anh em xài. Và đây là vi sinh đã đặt theo số lượng của anh em về đó. Thì anh em nào mà comment rồi thì biết Liêm không có mua bán, nên anh em muốn Liêm muốn cái gì đó chắc ăn cho mình, chứ Liêm đã tốn cái gọi là cái công sức tìm tòi nghiên cứu cho anh em rồi thì Liêm cũng không có muốn tốn thêm nhiều tiền để bỏ vào mấy cái này, đúng không? Tại vì anh em thấy nhập hết cái đống này là cũng biết bao nhiêu tiền rồi đó. Đó thì nên anh em chịu khó nào mà muốn thật sự muốn xài thì qua cái đặt Liêm. Liêm cứ đủ 10 bịch thì Liêm đặt người thì công ty người ta ship ra. Đó vậy thôi. Rồi sẵn đây Liêm sẽ phân tích thêm một cái này nữa cho anh em. Gần đây Liêm thấy một cái bài ở trên diễn đàn Beta chia sẻ kinh nghiệm á, là có một bạn đăng cái bịch này, có nghĩa là bạn nó cũng xài chung sản phẩm với mình. Và bạn nó đăng lên thì có một bạn nhảy vào đưa một cái loại sản phẩm Liêm nhớ không lầm là 270.000 gì đó, và bảo là xài tốt hơn cái này. Thì mình không bàn về giá tiền đây nha, có thể bạn nó mua được từ cái nguồn nào đó rẻ mình không biết, nhưng mà bạn nó đưa một cái con số là Liêm nhớ là 2.x10^11. Thì Liêm nói thiệt, nếu mà các bạn nó mua vậy thì có lẽ bạn nó đã bị lừa. Tại vì Liêm để ý cái bọc bạn nó đưa ra là nhãn hiệu đó là của một công ty ở Việt Nam sản xuất, thì với cái công nghệ của Việt Nam thì không thể nào sản xuất ra cái lượng mà mũi 11 được. Đó là công nghệ của Mỹ và Đức, thì hiện giờ chỉ có một số nước ở châu Âu người ta mới làm ra được cái công nghệ thôi. Thì cái đó Liêm cũng đã hỏi và được các kỹ sư thủy sản trả lời, thì đó Liêm mới biết được. Chứ Liêm này không phải là chuyên môn về cái lúc mà Liêm học nên Liêm cũng không biết được, tại Liêm học về cây cảnh nên Liêm cũng không rành về mấy cái đó. Nhưng mà cái điều này là những người kỹ sư trong ngành nuôi trồng tôm thì người ta đã trả lời. Và cái thứ hai, rõ ràng trên cái bao bì nhãn mác đó nó có một cái dấu hiệu gọi là lừa đảo khách hàng. Nó là lừa đảo thì hơi nặng, nhưng mà nó là một dấu hiệu. Tại vì như anh em để ý cái này nè, là người ta 5.1 × 10^8 CFU trên 1g, còn nó là trên 1kg. Thì có nghĩa là nó chỉ bằng tỷ lệ 1/1000 của cái này thôi. Đó thì nó nghĩa là nó cố tình nó tạo ra một dòng sản phẩm để nó so sánh với những dòng sản phẩm hiện tại, nhưng mà nó không đu kịp
nên nó cố tình nó làm cho nhiều vô và để nó gọi là nó đánh lừa cái nhãn lực của mình. Nếu mà mình nhìn không kỹ thì mình sẽ bị lừa. Và những cái chủng vi sinh của nó sẽ không tốt bằng ba cái chủng vi sinh này. Và Liêm thấy trong đó nó có cái điều mâu thuẫn, là có nghĩa là ở trong đó nó có hai cái chủng vi sinh là nó đối nghịch nhau đó, nhưng hai cái chủng vi sinh đó thì theo phân tích của các nhà kỹ sư thủy sản thì nó không thể nào tồn tại cùng một lúc trong một sản phẩm được đó, nên Liêm rất tình nghi về cái sản phẩm đó. Và cái điều thứ hai Liêm muốn chia sẻ với anh em là nhiều anh em hỏi Liêm á là BSB sạc có tốt không, và nhiều anh em hỏi cái loại vi sinh mà anh em đang xài ABC tên gì các kiểu á, thì Liêm xin trả lời là anh em phải có thành phần cho Liêm thì Liêm mới tư vấn chính xác cho em được, anh em được cái chủng vi sinh đó nó làm được cái gì. Nhưng mà riêng về BSB thì Liêm hoàn toàn không khuyên anh em dùng, vì thứ nhất nó theo Liêm là nó không có ghi bất cứ một cái chủng vi sinh nào như là cái loại này hết, nó không ghi rõ ràng chủng vi sinh ra, có nghĩa là nó được sản xuất hầu như là không có chuyên nghiệp. Thì khi mà sản xuất không có chuyên nghiệp thì anh em biết nó dễ bị nhiễm các chủng vi sinh gọi là có hại, thì khi anh em đánh vào nước nó có thể làm trong nước đó, nhưng mà đôi khi nó sẽ hại đến con cá của anh em và hại tới hệ thực vật của anh em, thì cái đó anh em phải cần suy nghĩ kỹ lại. Những cái công ty người ta đã bỏ công ra, người ta nghiên cứu để người ta gọi là đột biến gen những cái loại vi sinh vật có lợi như thế này để tạo ra cho mình chắc ăn, trị được một số bệnh trên tôm và cá, làm sạch nước, thì tội gì mình không xài, giá nó cũng tính ra cũng đâu có gì cao đâu đó. Còn cái kia thì mình không có gì chắc ăn hết, thì cũng như anh em đã làm vi sinh quang hợp vậy, Linh thấy đổ nước mắm đổ bột ngọt thì vô đó, thì anh em có chắc là trong quá trình anh em làm nó ra một cái loại vi sinh hoàn toàn có lợi cho anh em không, đúng không? Thì tuy mình tạo vi sinh mà thì con nào nó phát triển được thì nó phát triển thôi đó, thì cái người này tạo tình cờ ra con này nhưng mà người kia tạo tình cờ ra con kia, thì anh em phải hiểu điều đó, nó không có cái gì để đảm bảo cho anh em là cái hồ cá anh em sẽ an toàn đi cho cá sống hết, đúng không? Nói bây giờ Linh nói một cái người đơn giản thôi, vi sinh mà hửi nó thú rùm thì anh em biết rồi, nó chẳng khác gì, nói chung là vi sinh thì nói chung là nó có nhiều dạng vi sinh lắm, cái những cái thuốc mà anh em bỏ vô cho nó thông tiêu hầm cầu á, nó cũng là một dạng vi sinh đó. Mình cũng có thể nó mua đó mình xài, nhưng mà tại sao mình không xài, mình không chắc chắn được nó có lợi cho cái hồ cá và hồ tôm của mình không, nên mình không xài. Thì mình chỉ xài những cái loại mà cái chuẩn vi sinh mà con người ta đã nghiên cứu được chắc chắn nó 100% nó có lợi chứ nó không có hại thì chúng ta nên xài. Thì trong đây nó là làm chủ yếu làm sạch nước nè, tăng cường sức đề kháng cho con cá và nó giúp cho con cá trị bệnh đường ruột. Hầu như cái chủng vi sinh này anh em để ý đi, nó cùng thành phần với lại cái bịch mà trị tiêu chảy của con người á. Nói cho vui là thí dụ như anh em bị tiêu chảy, anh em có thể múc muỗng vi sinh này, anh em pha với nước anh em uống lạng và nó hết tiêu chảy á. Cái này Liêm nói thôi nha, Liêm nói trên cơ sở khoa học thôi nha, chứ không có xúi anh em uống đâu nha, uống vô có gì Liêm mất công Liêm tốn thêm 200 ngàn nữa. Hôm nay Liêm chỉ có mục đích là để chia sẻ anh em về vậy thôi, có nghĩa là về nhãn mác ăn tôm như anh em đã kêu và để Liêm chụp đó, thì nãy cái logo nằm trên tại cái bịch này Liêm xé rồi nên nó phải đóng lại băng keo, chứ mấy tối mấy anh Tý ghé mấy anh Tý thăm đó. Còn đây là vi sinh đã đặt hàng về cho anh em rồi, và Liêm cũng đã giải thích cho anh em, khi anh em muốn hỏi Liêm cái vi sinh anh em đang xài tốt hay xấu thì anh em nên gửi cái thành phần này cho Liêm, thì Liêm mới phân tích và Liêm nói lên cái tác dụng của cái loại vi sinh anh em đang xài được để cho anh em hiểu rõ về nó đó. Thì cái vlog này cũng chỉ để chia sẻ cho anh em hai hai cái chính, đó là về những cái chủng vi sinh và loại vi sinh nào tốt hay xấu, và đặc biệt nữa là loại thức ăn mà Liêm đang xài. Anh em cứ kêu Liêm chụp hình quay phim đó thì nay nó đã có rồi, tại lúc trước không có tiền mua lần ký 2 ký, nó bán lẻ nó đâu có để trong bịch, thì hôm nay bấm bụng mua 10 ký để làm cái vlog này cho anh em coi nè đó. Thì hôm nay nó đã có logo, thôi bây giờ lại kỹ cho anh em coi lần nữa nha, để chúc anh em mất công đó, cái logo đó nè đó anh em nhớ nha. Rồi xin chào anh em, chúc anh em có nhiều bài cá đẹp.